Rồi, ok, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. À, mình thua rồi các bạn. Rồi, ok, nhưng mà cả ba nhường chúng ta đi trước. Rồi, vậy cũng tốt. Vừa vô ra cái lá này là vui rồi. Rồi, đây, cho em xin 5 lá nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã hướng dẫn mình cách tạo ra con rồng trắng mắt xanh 3 đầu ha. Ok, hay đấy. I set this card face down. Rồi. Ây da, nhiều thế. Rồi, từ úp mấy con này xuống rồi đã. Quăng này ra. Rồi, con này thì không quan trọng lắm, nhưng thôi cũng được. Con này cho ba thủ nhiều thế. Chơi thử một phát thôi. Còn bị cái ba chơi chiêu này không, giờ mình trả thù bữa. Ồ, có bài của Yugi không đó nha, coi chừng. Trời, dở rồi anh K3 à. Lấy con này bắn là dở rồi. Chà, nhiều thôi. Cái lá này dùng sao đi, bài tẩy mà. Cho em xin 5 lá nha anh trai. Ồ, bộ này hơi bị kinh đấy. Rồi, bắn. 400 thì không đáng. Bắn là lá gì? Ồ. Rồi, ok, ok, không sao. Từ từ, nó để con này ra kiểu điện thoại nó của Suman. Lấy lá này mình bắt vậy luôn. Còn hơi bất quá, dùng lá này mình tẩy vậy. Biết ngay hả? Your luck's come to an end. I offer my monster as a tribute. Rồi, Super School đúng không? Rồi, ok, ok, bình thường anh ơi. Rồi, em xin lại ngà. No. Lần này thì gọi con thôi, không gọi nhiều. Rồi. Cho em mượn con Summon School tí nha ông anh. No 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 no. Rồi. Nice move. But that's the last move you'll ever make. Ring of destruction. Rồi, ok, cái này anh tự trừ điểm anh đó nha. Em thì không tốn nhiều, anh tốn nhiều hơn đó. Đúng rồi, là anh sẽ mất nhiều hơn em, tại vì điểm em còn cao. Anh này thích thấp hơn em. Rồi, ok, vậy quăng con này ra luôn. Rồi, anh K3 hết đường đỡ. Rồi, cho con này uống thuốc. Ok, bắn. Cái này là quýnh hội đồng đó các bạn. Rồi, bắn. 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 Xong. Rồi, ván đầu tiên là mình đã thắng. Chủ yếu là do mình đông và anh K3 ảnh hơi chủ quan. Đúng rồi, là mình phá được một loạt bài phép bài 7 của ảnh trên này nè. Set this card face down. Rồi, lợi hại đó ông anh. Rồi, ok, thủ trước rồi tính. Dù anh
cho ba anh bắn một phát để mình kéo bài ảnh cái đã. Nó oh, coi lợi hại đấy. Rồi em xin. Em xin. Nó lấy được lá Corona của ảnh rồi, lấy luôn lá này. Rồi, cho em phá một cái nha. You're activating a spell card. Oh. Sáp hôn á, xà bài của Yugi ha. Rồi cho anh rút hai lá đi tội nghiệp. Con này hơi tào lao ở chỗ này nhưng mà thôi kệ. Con này nó góp phần làm cái bài của đối phương đi lẹ hơn. Prepare to feel the touch of cold steel as I summon my Force Raider. Rồi ok. Rồi con kia nó không dở lên là có nguy cơ là con đặc biệt rồi đó nha. Lá để dùng cái lá kia bắt về. I end my turn. À hay quá. So, you're activating a spell card. Thì ra là con này. Rồi ok, để con này xuống thủ đã. Con này thường. Not 30 bad. Điểm thì không đáng đúng không ông anh? I end my turn. Oh. Rồi quăng con này ra. Chấp nhận được sao bị nó bắn vậy? 400. Rồi xong. Lượt tới chú phải ra được con Summon đã để mình đè cái con này của nó. Hay chà. À ha, hay 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 hay. Lật bài nó qua. You're activating a spell card. So, you're activating a spell card. Rồi 800 không đáng. Rồi đây. What? Rồi chơi nó. À chỉ khi mất máu rồi mà thằng kia mới được rút bài thôi hả? Ok. I activate my spell card. À rồi ok. Cũng có ý định dùng lần hả? Không sao, con còn thì không sao. Rồi ok, gọi thằng đèn ra trận. Haha con này, nãy giờ nó khè mình. Rồi cho anh bắn hai phát đúng không anh? I end my turn. Mà biết ngay là ra được con cá mà. Rồi thật đèn không bắn được con này đâu. 1002 đào kêu không anh? Ồ, thủ à. I end my turn. Hay đấy. Ê, cho em mượn lá bài đó tí nha. You're activating a spell card. À, lá này. That hurt. Rồi, lấy lá này bắn chơi phát cho vui. Rồi sao bắn chơi gì vui thôi chứ biết không gây sát thương rồi. Rồi con này giờ mất giá trị rồi. I switch it to defense position. I end my turn. So, you're activating a spell card.
Rồi thôi khoan dùng lá này nha các bạn. Lá nữa có gì mình phải. Ồ, có ra được cái sân băng này rồi là ngon. Thích có con nào con thường mà cao điểm trên 2.300 lắm. À đây, chứ con này vô đây được 1.900. Bán. Con này là con mới lấy được nè, hệ thủy. Bây giờ lấy được con hệ thủy của mình, tại mình đang xài sân hệ nước mà. Oh, úp xuống rồi ha. I end my turn. Rồi, úp xuống luôn. Bắn. Thần đèn. Rồi, thần đèn giờ cũng chỉ có đứng chịu đòn thôi. Không có lá này là anh vong lâu rồi nha anh K3. Em không thể phá đấy. Cho anh cơ hội anh gỡ. Oh. Rồi thôi, anh ấy hết cơ hội gỡ rồi các bạn. You're activating a spell card. Rồi thôi, chơi kết thúc ở đây, trừ khi anh có miễn chiến bài. Rồi, không có miễn chiến bài rồi các bạn. Bắn. Rồi, ok, bay màu nha ông anh. Rồi, cái gì đâu mà la lối ôm sờm ông anh ơi. Chơi vui vẻ nhau cả mà. Rồi em xin một lá mới đây, không có xin nhiều đâu. Rồi cho em xin lá bài mới đi. Ô thêm lá này nữa trời. Nữa hả trời. Không cho lá mới nào luôn, ảnh giận mình rồi các bạn. Sao kể tập trước mình lấy của ảnh hai lá mới luôn, ba lá mới luôn, giờ tập này không lấy được lá mới là bình thường. Cái gì hết. Để coi. Cũng mới 148 trên, mới có 46.9% mà, 448 trên 315 mà. Ngoài ra tính tổng số lá bài nè, với cộng với Yugi luôn là mình còn thiếu nhiều lắm. Còn phải chơi dài dài các bạn ơi. Rồi, ok đó, cảm ơn các bạn theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bất Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.